Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Okay, cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài, Chúa Thánh. Chúng ta cùng nhau đến bây giờ lời Chúa trong thời gian này. Đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Cho Chúa yêu chúng con đến với Ngài và chúng con cầu xin Chúa bày tỏ Ngài ở dưới gần chúng con. Các ngày phán của chúng con qua lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa, Giáo sư lớn xin dạy chúng con để có những đường lối Chúa, ý muốn của Chúa và những điều tốt đẹp Ngài dành cho cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Và con dâng giờ này trong tay của Chúa. Và con tin rằng Chúa sẽ thông điệp chúng con qua lời của Ngài. Và Ngài bày tỏ cho Ngài cho con cách cao nhất. Con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong cái trang bìa của Đức Thánh Chính Trình. Ai có các điều răn của ta và dân giữ, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu thương. Ta cũng yêu thương người và bày tỏ chính ta cho người. Lần nữa nào. Ai có các điều răn của ta và dân giữ, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu thương. Ta cũng sẽ yêu thương người và bày tỏ chính ta cho người. Amen. Xin mời chúng ta an toàn. Là người mục sư, tôi trăn trở để làm sao để giúp cho con cái Chúa được lớn lên, trưởng thành, được kinh nghiệm những ơn phước của Chúa trên đời sống của mình. Và tôi đã lớn lên và tôi phải cuộc đời của tôi trăn trở rất là nhiều năm cho đến khi tôi năm 30 tuổi. Lúc đó tôi mới kinh nghiệm, ba bên ngoài tôi bắt 32 tuổi tôi kinh nghiệm được Chúa thật. Có nghĩa là tôi đã đi nhà thờ, tôi đã thuộc Kinh Thánh, tôi hát nhiều bài thánh ca, tôi đã phục vụ Chúa trong nhà thờ, làm rất nhiều điều. Nhưng mà tôi chỉ thật sự gặp Chúa khoảng năm 30 ngoài tuổi. Trong lúc cuộc đời tôi đi xuống thật thấp và nhiều cái sự trầm cảm trong lúc đó. Thậm chí đến lúc mà tôi phải đi coi tử vi và tránh tử vi. Đó là điều mà ban đầu Kinh Thánh nghiêm trọng. Đến khi tôi gặp Chúa và tôi đến với Chúa và bắt đầu tôi khám phá ra những điều tốt đẹp mà Chúa dành sẵn cho mình. Và do đó tôi muốn giúp cho những ai mà con cái của Chúa, những ai tôi gặp gỡ để họ gặp được Chúa. Và tôi tự ví mình giống như là một cái bản chỉ đường và những ai gặp tôi họ gặp được Chúa. Cái chuyện họ biết tôi hay không, chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà tôi muốn đời sống của mình tập các bạn chỉ được để cuối cùng người ta đi đến được đến cái đích mà Chúa đã dành sẵn cho họ. Và đó là một cái mục tiêu ở trong cuộc đời của tôi. Làm sao để cho con cái Chúa biết được Chúa. Không phải chỉ biết Chúa qua Kinh Thánh, biết Chúa thuộc qua sự thuộc Kinh Thánh mà họ trải nghiệm Chúa một cách rõ ràng trong đời sống của mình. Và muốn giải thích cho điều này, chúng ta cần phải hiểu được rằng lý do mà chúng ta không đến gần với Chúa được, hay là chúng ta không biết Chúa được giống như những gì chúng ta biết. Chúng ta cần hiểu rằng con người chúng ta được cấu tạo bởi ba phần. Phần bên ngoài là cái vỏ của chúng ta, là phần thể xác. Trong cái xác này nó có những đòi hỏi của cái xác, là nó muốn ăn, muốn ngủ, muốn làm sao cho nó thoải mái, sung sướng, muốn nhà đẹp, muốn xe đẹp, muốn có gì đó mà nó sung sướng. Cái xác này có một sự đòi hỏi, muốn ăn, muốn ngủ. Cho nên khi mà chúng ta có cái xác này thì có nhiều người họ thích sống cái thể xác này nhiều hơn. Họ thích làm sao họ vui, họ thích làm sao họ ăn, uống và những cái thú vui này đó, họ muốn có cho cái thể xác này. Thứ hai, chúng ta có phần nữa là bên trong chúng ta gọi là cái phần hồn. Phần hồn này là gồm có lý trí. Cho nên nhiều người mà họ sống bởi phần hồn, họ sẽ muốn có kiến thức. Họ muốn họ khôn hơn người khác. Họ muốn cho người khác biết rằng họ là người mà là đúng. Phần hồn này luôn luôn gồm có cảm xúc, họ luôn luôn muốn những cái gì mà làm cho mình cảm thấy phê. Và muốn cho mình cảm thấy mình thoải mái, mình sung sướng cái bên trong của mình.
và họ có thể những người dùng phim ảnh, có những người dùng tình dục, có những người dùng tất cả những cái thứ này để mà làm sao họ cả có được cái cảm xúc này, ngay cả thuốc lá và tất cả để có sống cảm xúc. Phần hồn chúng ta, phần hồn chúng ta là nơi mà chứa đựng có những cái gọi là cay đắng, ghen ghét, hận thù và luôn luôn xăm mối những cái. Bởi vì khi chúng ta bực bội như nào, chúng ta nghĩ về cái đó chúng ta có. Cho nên đây là phần hồn. Phần hồn gồm có sự tưởng tượng ở trong đó. Cho nên nhiều người họ phát minh ra những cái này cái kia là do đến từ phần hồn của họ có. Và nhiều người họ tập chú sống về cái phần hồn. Cho nên những người mà sống nội tâm thì họ chú tâm về phần hồn của họ nhiều hơn. Những người mà sống ngoại tâm hay là sống mà ở bên ngoài thì họ chú trọng đến, họ có gì họ nói ra, còn nhiều người họ giữ ở trong lòng. Đó là những người sống theo phần hồn. Cho nên những người mà sống theo phần hồn họ dễ dàng có những sự bức xúc, có những phản cảm, dễ dàng nóng giận đi nhanh bực bội với phần hồn của họ. Và có thể những quá khứ trên đời sống của họ, những chuyện xảy ra là họ bị giận, dễ tổn thương, bị ruồng bỏ, bị chê bai, cho nên họ dễ bị tổn thương. Đó là nơi phần hồn. Và phần hồn là nơi mà có tiềm thức của chúng ta. Trong tiềm thức đó có những biến cố xảy ra trên đời sống của chúng ta khiến cho chúng ta trở nên sợ hãi. Ví dụ như tôi đã trước đây tôi đã từng chết đuối, khi mà tôi tâm đã thấy nước tôi sợ. Thành ra những phần hồn ta có những cái phần này nó ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Cho nên là lắm khi chúng ta muốn đi theo Chúa, chúng ta không đi được bởi vì phần hồn của mình. Và cái thứ ba mà chúng ta có nữa ở trong chúng ta, đó là phần tâm linh. Tâm linh là cái phần mà trước khi chúng ta tin Chúa, Đức Chúa Trời dựng lên và Ngài hà hơi vào Adam, và Adam trở nên một loài sinh linh. Và đây là cái phần tâm linh. Và phần tâm linh này chỉ được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa. Và tại sao Chúa Giêsu nói người ta sống không nhờ bánh, nhưng nhờ mỗi lời nóng ra từ miệng Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu cũng nói đến là cái phần tâm linh chúng ta, nơi mà chúng ta thờ phượng Chúa ở trong sự hiện diện của Chúa. Cái nào mạnh trong đời sống chúng ta nó sẽ điều khiển những cái khác. Nếu từ thể xác chúng ta mạnh, chúng ta muốn ăn ngủ thì chúng ta sẽ lơ là với phần tâm hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ không quan tâm đến người khác, chúng ta chỉ nghĩ đến phần xác của chúng ta thôi. Do đó chúng ta muốn kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta trình bày giờ đến Chúa, chúng ta không làm được. Rồi những người mà chú trọng đến phần hồn thì chúng ta đi với Chúa rồi chúng ta sẽ gặp người này người kia, chúng ta có một cái sự phản cảm người đó, người ghét người đó, chúng ta không thích người đó, chúng ta sẽ không gặp người đó được và chúng ta không thể nào có bình an được, mặc dù lời Chúa dạy cho chúng ta. Rồi đó Chúa muốn cho chúng ta xử lý những cái phần hồn và phần xác chúng ta. Cái phần xác chúng ta, Chúa muốn chúng ta kiên ăn cầu nguyện đọc Kinh Thánh để chi? Ngài thay đổi cái sự dục vọng ham muốn của thể xác này. Ngài muốn chúng ta đến với Chúa để đọc lời Chúa, thờ phượng Chúa, để Ngài thay đổi những cảm xúc giận hờn, ghen ghét chúng ta. Ngài muốn dùng lời của Chúa để khi chúng ta có sự xích mích người nào đó, Chúa muốn chúng ta đến với người đó, làm hòa với người đó để mà Chúa ban phước cho chúng ta. Bởi Chúa nói là nếu chúng ta đến đền thờ của Chúa mà đem của lễ theo chuẩn bị cho Chúa, mà nếu ở nhà mình có một ai mà đó mình có cái chuyện gì buồn giận người đó, Chúa nói hãy trở về làm hòa người đó sau đó dân của lễ, vì như vậy Chúa mới ban phước cho mình. Cho nên cái phần linh của chúng ta đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định rằng những cái phước hạnh của Chúa trên đời sống của mình. Và tại sao Chúa Giêsu nói nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các ngươi thêm một điều này nữa. Và đó là đóng vai trò rất là quan trọng trên đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta cần chú ý. Và bởi vì như vậy, có một điều quan trọng trong đời sống của chúng ta không phải là chúng ta đi nhà thờ làm những cái lễ nghi của tôn giáo. Tức là hay là cơ đốc giáo không phải tham gia một tôn giáo, nhưng là một mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đó là một mối quan hệ chúng ta với Chúa, không phải tham gia một cái đạo là tinh thần. Nhưng mà chúng ta không tham gia đến với Chúa và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình, chúng ta có mối quan hệ với Chúa Giêsu, chúng ta có mối quan hệ với Chúa Cha và có mối quan hệ với Đức Thánh Linh. Làm cho nên tinh thần là một cái mối quan hệ, không phải là một tôn giáo. Cho nên nhiều khi chúng ta lầm tưởng chúng ta đi nhà thờ, chúng ta làm chuyện này làm chuyện kia chuyện nọ, và chúng ta thay thế đi cái mối tương giao chúng ta với Chúa, thì điều đó là điều sai, điều đó không đẹp của Chúa, điều đó không ý muốn của Chúa. Nào, để nói đến điều này chúng ta cần phải chú ý đến cái sự hiện diện của Chúa. Ở đây tôi muốn dùng cái chủ đề hôm nay là tìm kiếm Chúa để thấy Chúa bày tỏ. Tìm kiếm Chúa để thấy Chúa bày tỏ. Nào, hãy nhận biết điều này, Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài hiện diện khắp mọi nơi. Không có nơi nào có thể chứa được Ngài. Thi Thiên 139 câu 7 câu 10 nói với rằng,
tôi sẽ đi đâu khỏi thần Chúa, tôi trốn đâu khỏi mặt Ngài. Nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó. Nếu tôi nằm dưới âm phủ kia, Ngài cũng có ở đó. Nếu tôi cất cánh bay về hướng đông hay ở nơi cực tây của biển cả, tại đó ta Ngài cũng dẫn dắt tôi, cánh tay phải của Ngài sẽ nắm giữ tôi. Ngày xưa chúng ta có câu là xin dẫn khôi tô sơ nhi bất khả lập, giống như là lướt trời kỹ thương mà không có lọc, vẫn đang tự nhiên từ số do. Nhưng mà nói với cái gì, cái ông bà chúng ta ngày xưa nhận biết rằng cái lưới trời dần như không thấy thương, mà nhưng mà ai làm điều sai không thể thoát được. Và bà họ cho một câu nói rất là rõ ràng, đó là ông bà chúng ta và mỗi tôn giáo đều nói chung một quy tắc, mà Chúa nói là ai gieo gì thì gặp đó. Chúng ta gieo được tốt chúng ta gặp được tốt, chúng ta gieo được xấu chúng ta sẽ gặp được xấu. Đó là quy luật chung khi Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ này. Và Đức Chúa Trời đứng vĩ đại, Ngài biết tất cả mọi thứ, Ngài biết sự suy nghĩ trong lòng chúng ta trước khi chúng ta bảo rằng. Quý vị biết không, vừa rồi tôi đã nhận một cái lời tiên tri, và trong lời tiên tri đó tôi đã cầu nguyện với Chúa ít nhất là 5-7 năm về trước. Tôi cầu nguyện trước chỉ một lần thôi, và sau khi tôi cầu nguyện xong tôi có quên đi cái điều đó. Và trong chuyến đi Mỹ thì tiên tri, ông sư tiên tri Stephen Francis, ông nói với tôi đã xin Chúa điều này. Tôi bỡ ngỡ, tôi đâu xin Chúa đâu, đã sợ ông tiên tri để ông nói với mình cái chuyện này. Nhưng về một tuần sau Chúa mới nhắc tôi rằng con đã xin ta cái điều này, và Chúa hứa với tôi là Chúa sẽ trả lời tôi. Cho nên Chúa biết được tất cả những gì của trong tâm trí của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta, và ngay cả những chuyện chúng ta chưa nói ra Ngài cũng đã biết rồi. Và ngay cả những chuyện ta nói vào lần nào đi chăng nữa, Chúa vẫn ghi nhớ điều đó. Thế đối với sự vĩ đại của Chúa, cái quyền năng của Chúa rất là lớn lao. Và Kinh Thánh cho biết cả bầu trời không chứa được Ngài, sự vĩ đại của Chúa cả vũ trụ này không chứa được Ngài. Nhưng mà thời Ngài, cái giới hạn Ngài rất là nhỏ ở trong lòng của chúng ta. Cho nên Chúa hiện diện ở tất cả mọi nơi. Nhưng một điều nữa mà chúng ta cần biết là Chúa muốn bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Kinh Thánh nói lên đầu có 2-3 người nhóm lại với nhau, Chúa ở giữa. Và nếu 2-3 người nhóm lại với nhau nhân danh Chúa cầu xin bất cứ điều chi thì tìm tra trên trời cũng sẽ nghe. Có nghĩa là cái sự hiện một của chúng ta đóng vai trò rất là quan trọng để Chúa trả lời cầu nguyện chúng ta. Khi mà gia đình chúng ta, vợ chồng con cái hiệp một lại với nhau cầu nguyện, Chúa sẽ nhận lời. Khi hội thánh chúng ta hiệp một lại với nhau cùng nhau mà đừng giận hờn, đừng có án trách người này kia, thì Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện chúng ta, và Ngài ban bỏ sự hiện diện của Ngài chúng ta, và Ngài ban phước cho chúng ta. Và đây là một điều rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Chúa hiện diện ở trong chúng ta, đó tại sao Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cô tôi nhất đoạn 6 câu 19, anh chị em không biết rằng thân thể mình là đền thờ Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị em, là đấng anh chị em đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta thấy rõ ràng Kinh Thánh đó là thân thể chúng ta, đền thờ chúng ta, ngoài chúng ta có phần hồn và phần linh ra, chúng ta có một phần nữa gọi là sự hiện diện của Thánh Linh Chúa ở trong chúng ta. Và Chúa đang hiện diện ở trong mỗi sống. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình, thì Thánh Linh của Chúa hiện diện ở trong đời sống của mình. Tôi gặp mục sư Stephen Francis, ông kể một chuyện khá vui. Ông nói về cái một người mục sư kia là bạn của ông. Ông này không tin là Thánh Linh của Chúa ở trong con người, không tin là người ta có thể nói tiếng mới, không tin là Thánh Linh của Chúa thể xâm chiếm một người nào đó, đến đây để tràn ngập trong đời sống của đó. Ông không tin dấu kỳ phép lạ, ông không tin rất nhiều thứ. Cho nên khi mà ông mục sư Stephen hỏi rằng mục sư anh có tin rằng Chúa có thể đến và chiếm hữu một người nào bắt đời sống người nào không? Kinh học. Rồi ông hỏi câu thứ hai gì, ông có tin rằng Kinh Thánh có nói rằng từng nói tiếng lạ nữa tin không? Nó không. Rồi anh có tin rằng có chữa bệnh không? Có phép lạ không? Có nói không? Rồi anh có tin là có nói tiên tri không? Cái anh cũng không luôn. Ông giải một hơi cho ông này cũng nói không hết. Xong cái ông mới hỏi ngược lại, ông kể là ông mới hỏi ngược lại vậy chứ. Anh tin rằng mấy bên ngoài những thầy pháp đó, họ sử dụng giống như là họ nói niệm phù chú thần chú có không? Nên tin. Rồi hỏi vậy chứ ông có tin là bên ngoài đó là những pháp sư có chữa bệnh cho ta không? Nó tình. Hỏi tin rằng là ma quỷ đang nhập cho người ta không? Nó tình. Ông đi chơi ra tin hết. Ông sư Stephen ông có nói rằng chỉ cho anh thuộc quân quốc nào vậy? Của Chúa hay của ma quỷ vậy?
những gì của thế gian của ma quỷ thì tin, những gì của Chúa thì không tin. Và do đó chúng ta hiểu được một điều: Chúa hiện diện khắp nơi và Ngài bày tỏ quyền năng khắp nơi, nhưng mà Ngài không nằm được. Bởi vì sao? Không tin. Không tin. Những người không tin rằng đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành. Và tin là ý muốn của Chúa cho mình là nếu mà Chúa cho mình bệnh thì mình bệnh. Thì khi một người nói ý muốn của Chúa cho tôi bệnh thì tôi sẽ bệnh, vậy uống thuốc làm gì? Uống thuốc làm gì? Đừng uống thuốc cho chết đi, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao lại ý muốn Chúa cho bệnh mà cầu nguyện Chúa cho chữa chưa làm? Cho nên có những cái mà chúng ta nhìn thấy nó không có hợp lý. Và do đó chúng ta cần hiểu rằng cái sự hiện diện Chúa đóng một vai trò rất là quan trọng chúng ta. Mà tôi sẽ đưa chúng ta đến để chúng ta hiểu được cái sự quan trọng này. Cái điều quan trọng, cái điều thứ hai mà tôi muốn nói với chúng ta và quan trọng đó là Chúa muốn ở với chúng ta. Chúa muốn ở với con người. Khi mà Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ, Ngài dựng nên bầu trời, dựng nên tất cả vũ trụ và mỗi cái thì dựng nên Ngài phân rẽ, Ngài dựng nên bầu trời, Ngài dựng nên đất. Mỗi ngày thì Chúa nói là ấy là ngày tốt lành. Mỗi ngày Chúa đều có tốt. Riêng ngày thứ sáu Chúa rất là tốt. Có nghĩa là khi Chúa dựng nên con người, Chúa muốn tất cả những gì cho con người là rất tốt. Chúa muốn cho con người rất tốt. Và ngay khi mà Chúa đưa con người vào trong vườn Ê-đen để ở, mà chúng ta dùng cái chữ mà người chúng ta dùng chữ Ê-đen, nhưng mà có người dịch là vườn vườn địa đàng, địa đàng á, nhớ không? Cái vườn vườn địa đàng thì cái chữ Ê-đen này trong cái nguyên văn tiếng Hebrew đó là tại một cái chỗ này, tại một cái chỗ. Kinh cũng gọi đó là cái sự hiện diện. Rồi một cái chữ nữa đó là cái khoảng thời gian và cánh cửa mở và thú vị. Chứ vậy Ê-đen là cái gì mà Chúa dành cho Adam trong thời kỳ đó? Ê-đen có nghĩa là tại một cái chỗ có sự hiện diện của Chúa, có cánh cửa được mở ra, đó là cánh cửa thú vị, cánh cửa phước lành. Cho nên cái vườn Ê-đen là một nơi mà Chúa dành cho con người, bởi sao Ngài hiện diện ở tại đó? Và cái thánh cho chúng ta biết là Chúa đến và Chúa gặp Adam ở tại vườn Ê-đen và Ngài trò chuyện với Adam. Ngài muốn tương giao với Adam. Để rồi khi những cánh cửa được mở ra để cuộc đời của ông đầy thú vị, đầy cái sự vui mừng, đầy cái sự bình an, đầy dậy những điều tốt lành của Ngài. Ngài muốn tương giao với chúng ta. Quay qua trở lại, Chúa muốn tương giao với anh chị. Chúa muốn tương giao với chúng ta. Và chúng ta thấy là khi mà Adam phạm tội rồi thì có điều xảy ra là gì? Chúa sai một thiên sứ đến và canh cái vườn đem lại, không cho ai vào cả. Cấm cho con người vào. Bởi vì sao? Khi mà con người phạm tội và Chúa nói là con người phạm tội rồi, thiếu hụt cái sự vinh hiển của Chúa, cái vườn Ê-đen không là cái chỗ thích hợp cho họ ở được rồi. Bởi tội lỗi không thể đưa chúng ta vào trong cái phước hạnh của Chúa được. Và cái thánh cho chúng ta biết rằng dầu con người phạm tội thì Đức Chúa Trời vẫn tìm kiếm con người. Ngài muốn có một tương giao với con người. Kinh thánh cho chúng ta biết Chúa gặp một ông Ê-nốc. Ê-nốc ông đến mấy trăm tuổi và trong suốt ba trăm mấy tuổi thì ông gặp Chúa và ông kinh nói là Ê-nốc đồng đi với Chúa trong suốt ba trăm. Hay cái tưởng tượng có một con người lúc nào cũng tương giao với Chúa đều đặn ở mỗi ngày trong suốt 300 năm. Và bởi vì cái mối tương giao này quá một cái đi đến nỗi ông không có chết, Chúa rước ông về Chúa và ở luôn với Chúa. Thật là tuyệt vời. Kinh thánh cho chúng ta biết là Chúa đến tìm gặp Abraham. Ngài ở với ông. Ngài nói với ông là nếu con rời khỏi quê hương nơi xứ con đi theo ta, con mong là ta sẽ ban phước cho con. Vì khi Chúa nói với Ngài ban phước cho ông đó, ta sẽ ban phước cho người nào ban phước con đó. Một người được Chúa ban phước rồi đó thì ai chúc phước cho người đó thì được chúc phước. Một người nào mà tôi thấy rõ ràng khi mà đời sống mình được phước đó, có những người nào họ chúc phước cho tôi xong thì họ được phước liền. Tại sao vậy? Mình là người được phước và người nào chúc phước cho mình thì chúc phước cho người đó. Và thậm chí chúng ta là ai rủa xa mình thì người đó cũng bị rủa xa. Do đó chúng ta tại sao hội thánh chúng ta cần phải tập một cái văn hóa hay một cái lối sống chúng ta không có rủa xa được khác.
Chúng ta không nói hành nó tội hay làm gì khác nữa. Bởi vì chúng ta đụng đến người khác thì chúng ta đụng đến Chúa và chúng ta mất đi ngưng cái phước hạnh của Chúa trên đời sống của mình. Và chúng ta phải hiểu được cái chuyện này rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Chúa tìm đến một bất cứ một người nào Chúa tìm đến với họ thì Ngài bày tỏ Ngài cho họ. Bày tỏ gì? Ngài bày tỏ Ngài ở với họ. Khi mà Chúa không phải chỉ ở với người nào đó nhưng mà Ngài bày tỏ Ngài ở với họ là chuyện khác. Quý vị có thể tiếp đón người nào đó đến nhà của mình, nhưng mà cái người đó bày tỏ người đó ở nhà của mình bằng cách đối xử của chúng ta thế nào, nó hoàn toàn khác. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi mà Chúa ở với Abraham đó, Ngài ban phước cho Abraham. Khi Chúa ở với Isaac đó, thì ngay cả trong lúc mà hạn hán, trong lúc nạn đói xảy đến tại đó này, thì Chúa cũng ban phước cho ông và khiến ông gieo trồng 100 lần hơn. Và khiến ông giàu có đến nỗi mức độ của vua Abimelech và sợ hãi càng đối với mình. Bởi sao Chúa ở với? Cái quan trọng trong đời sống của chúng ta không phải chỉ chúng ta tin Chúa không, mà dấu hiệu Chúa ở với chúng ta không chỉ ở trong lòng chúng ta, mà Ngài dấu hiệu Ngài ở với chúng ta, Ngài làm ơn chúng ta, Ngài ban phước cho chúng ta. Đó là cái điều chúng ta muốn. Amen. Khi mà Chúa ở với Joseph thì một người mà nô lệ không biết ngày nào ra, cho nô lệ suốt đời, trở thành tổng quản gia của nhà Phô-ti-phan. Ngay cả ông bị người ta vu khống, ông đẩy ông vào tù, ông cũng là cái người phó cai tù ở trong tù. Và khi ông gặp vua Pha-rô-ôn thì Pha-rô-ôn á, chúng ta tìm đâu một người có thần của trời ở với người này? Cho nên khi mà Chúa ở với chúng ta, cuộc đời chúng ta nó khác biệt tất cả người khác. Cuộc đời chúng ta sẽ làm những công việc siêu nhiên, cái dấu hiệu, cái bàn tay chúng ta, họ thấy là họ làm cực khổ hơn chúng ta, nhưng mà tại sao chúng ta thành công hơn một phước hạnh đó họ? Đó là dấu hiệu Chúa ở với chúng ta. Cho nên đừng chỉ đi nhà thờ, đừng chỉ tham gia hoạt động tôn giáo, nhưng mà hãy đến với Chúa, tìm kiếm Chúa, để biết Chúa, để rồi Ngài bày tỏ Ngài ở với chúng ta. Khi Chúa ở với chúng ta, mỗi nan đề trong đời sống chúng ta tự động nó giải quyết. Chúng ta sẽ coi những con người khác trong Kinh Thánh cho chúng ta Gideon. Khi mà thiên sứ của Chúa đến và Chúa gặp Gideon, và lúc ông đang là cái người đặt lúa và ẩn nấp dân Madian, thì thiên sứ Chúa đến là hỡi người dũng sĩ kia, Đức Chúa Trời ở cùng ngươi. Là một người dũng nhân đang ẩn tránh kẻ thù của mình, nhưng mà Chúa gọi là một người dũng sĩ. Cho nên chân đời của chúng ta không phải chúng ta là ai nó quan trọng, nhưng mà Chúa là ai của chúng ta mới là quan trọng. Và khi Chúa là ai của chúng ta thì Ngài sẽ bày tỏ Ngài là ai cho chúng ta. Và lúc đó một chuyện xảy ra, đó là Gideon làm sao chúng tôi, Chúa nói là ta sẽ dùng ngươi để đánh đuổi dân Midian. Tôi là gia đình của trong chi tộc 12 chi phái, chi tộc tôi là người nhỏ nhất, trong gia đình tôi người út nhất, tôi có thể làm được gì? Nhưng mà Chúa nói là bởi vì Chúa ở cùng ngươi, cho nên tôi đánh dân Ma An và tiêu diệt dân Ma An. Điều này nói là gì? Cái sự chiến thắng của Gideon không phải là sức của ông ta, nhưng mà sự hiện diện của Chúa ở với ông ta. Khi mà sự hiện diện Chúa ở với chúng ta có thể là con người tầm thường, người mà xã hội chà đạp, nhưng mà Chúa là giấy chúng ta trở nên cao cả. Một sư Linh Phương là người bạn cũng các anh em khá thân với tôi, từng gặp nhau. Và nếu chúng ta coi trên mạng những cái đài đến phỏng vấn một sư Linh Phương đó, rất là nhiều cái đài phỏng vấn, và ông ta được rất nhiều bằng khen từ nơi chính phủ. Một người mà nghiện ngập ma túy và gia đình ruồng bỏ, tất cả xã hội ruồng bỏ, bị cha đạp, bị bệnh hết ai đi, nó nổi sắp chết, và bác sĩ nó về nhà chết đi. Nhưng mà khi một người mà tin nhận Chúa Phương, để Chúa làm chủ cuộc đời của mình, người mà để mà đi trong sự hiện diện của Chúa, Ngài có thể giấy một người từ trong chúng lùng, Ngài đặt họ trên chỗ cao trọng. Và đó là điều mà quý vị và tôi chúng ta cần phải chú ý điều này. Sự cao trọng của chúng ta, cái phước hạnh của chúng ta lệ thuộc vào cái sự hiện diện Chúa ở với chúng ta. Bởi vì chúng ta yêu đến Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa, cho nên Chúa cho chúng ta gặp Ngài.
Và bởi vì chúng ta gặp Ngài, vì chúng ta, Chúa ban phước cho chúng ta, Chúa ban phước cho gia đình chúng ta. Nơi nào có sự hiện diện của Chúa, nơi đó không có lộn xộn. Quý vị muốn gia đình không lộn xộn, con cái mình không có lộn xộn, thì chúng ta phải mời Chúa, Chúa ơi, con không chỉ tin Chúa không, mà con mời gọi Chúa, xin Chúa không chỉ hiện diện trong nhà con, mà Chúa ở luôn. À, quan trọng là Chúa ở luôn, chứ không phải là Chúa đi thăm. Ví dụ như tôi đến quý vị, tôi thăm quý vị xong tôi về, ít phút sau, tiếng hồ sau tôi về, nó khác. Nếu tôi ở nhà mình, tôi ở luôn cho nó là chuyện khác. Nào bây giờ, tưởng tượng Đức Chúa Trời Ngài muốn ở luôn với chúng ta. Và khi Chúa ở luôn với chúng ta thì điều gì xảy ra? Ngài bày tỏ Ngài cho chúng ta. Ngài bày tỏ Ngài là gì? Đức Chúa Shalom là Đức Chúa Trời bình an. Thì gia đình chúng ta bảo lãnh cho sự bình an. Không phải chúng ta có bình an, nhưng mà Chúa bình an ở trong nhà của chúng ta. Và khi chúng ta hội thánh chúng ta tìm kiếm Chúa và sự hiện diện Chúa trong hội thánh chúng ta, thì Đức Chúa Shalom, Đức Chúa Trời bình an ở trong hội thánh này, và con cái Chúa từng người một, gia đình một đều được bình an cả. Chúa, khi mà sự nghiệp của Chúa ở với chúng ta, Ngài đứng giàu có, thì không ai lo lắng thiếu thốn gì cả. Bởi vì không phải Chúa cho chúng ta giàu, nhưng mà đến giàu có ở trong nhà của mình. Đến giờ có trong hội thánh của mình, chúng ta sẽ lo lắng là bốc một nhà thờ với chuyện đó không quan trọng nữa. Bởi vì Chúa đứng giàu có ở với chúng ta. Khi mà Chúa là đứng chữa lành, Ngài ở với chúng ta, thì cái chuyện bình tĩnh nó không còn là vấn đề nữa. Tại sao Chúa ở với mình? Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài ở với mình. Cho nên đó là kêu gọi hội thánh của Chúa chúng ta bắt đầu hôm nay, không phải chỉ cầu nguyện, chỉ đi nhà thờ đọc kinh thánh, chỉ đọc thánh, nhưng mà chúng ta mời gọi Chúa ở với con. Chúa ngự trong gia đình con. Khi mà Chúa ngự trong gia đình của chúng ta rồi, tất cả mọi sự sẽ thay đổi. Có Ngài là có thì là, có Ngài là có tất cả. Khi Chúa ở với chúng ta không cần nhờ ai giúp đỡ, bởi vì Chúa đã giúp đỡ chúng ta. Chúng ta không chạy chọt nơi này, chạy chọt nơi kia, nhờ người này giúp đỡ chúng ta, cuối cùng không được gì hết. Khi Chúa ở với chúng ta, mọi nhu cầu, mọi nan đề, mọi sự, Ngài giải quyết. Hãy mời Chúa, bắt đầu hôm nay, Chúa ơi, con mời Chúa làm chủ căn nhà của con, làm chủ gia đình con, con đã ở luôn cả đấy Chúa ơi, đừng rời con, đừng xa con, đừng xa gia đình con, đừng xa hội thánh con. Chúng ta đến hội thánh cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng mà chúng ta có thể làm ngài buồn lòng. Tôi ví dụ quý vị là cha mẹ, quý vị thương con cháu của mình. Con cháu gì mời quý vị lại, ba ơi mẹ ơi ở với con. Quý vị sẽ suy nghĩ rằng tôi nên ở với đứa này hay không? Ở được với nó, ở với vợ nó, ở chồng nó được hay không? Rồi chưa kể, quý vị lỡ đến nhà quý vị ở, quý vị sẽ thăm con của mình, quý vị sẽ ở bao lâu? Hoặc là về ở chỗ khác? Tại sao vậy? Thương con không? Thương. Nhưng mà ở được không? Không ở được. Chúa yêu chúng ta không? Ngài yêu chúng ta. Ngài yêu là Ngài phó chính con một sanh của Ngài, Chúa Jesus chết trên thập tự giá cho chúng ta. Và Chúa Jesus đã sống lại để ban chúng ta sự sống. Nhưng Ngài muốn ở với chúng ta không? Muốn. Nhưng mà Ngài chịu ở với chúng ta không? Nó lệ thuộc vào chúng ta. Nó lệ thuộc vào chúng ta. Lệ thuộc của chúng ta tiếp đón Ngài. Lệ thuộc cách chúng ta đối xử với Ngài. Và khi mà có khách đến nhà của tôi, có những người khách mà vợ chồng tôi phải đi ra ngủ giường cái phòng của mình cho họ. Tại sao? Họ đối tôi rất là quan trọng. Vợ chồng tôi lên lầu ngủ nằm dưới sàn. Tại sao? Những người quan trọng với mình. Và tôi tiếp đón họ, tôi dẫn họ đi ăn, làm tất cả những gì mình có thể làm được. Rồi sao? Họ quan trọng. Và khi chúng ta để Chúa quan trọng cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải thay đổi cái sống mình. Thay đổi ra giường, lau nhà, làm
cho đủ thứ chân để mình đón họ đó. Và do đó cũng tương tự giống như chúng ta muốn mời Chúa đến ở, mặc dù Chúa ở trong lòng chúng ta, mời Chúa ở, nghe bài đó là nghe ở của chúng ta, nghe hiện diện của chúng ta. Chúng ta thay đổi cách chúng ta ăn nói, cách cư xử. Chúng ta không thể nào mà khách tới nhà rồi vợ chồng cãi lộn nhau chúng ta khách được, đúng không? Làm sao chúng ta làm chuyện này được? Tương tự như chúng ta muốn mời Chúa vào trong nhà mình, Chúa ban phước cho mình, cho con cái của mình, mà chúng ta cứ gây sự gây lộn không, rồi sao Chúa ban phước cho chúng ta được? À, và đó là cách mà chúng ta xin Chúa giúp mình thay đổi để Chúa đến và Ngài ở luôn. Amen. Để Chúa đến, Ngài ở luôn, Ngài ở luôn của chúng ta, và Ngài không muốn rời chúng ta. Chúng ta có năn nỉ Chúa và Chúa ơi xin đừng rời con, nhưng mà cách chúng ta đối xử khi Chúa, ta muốn lắm, ta rất muốn, nhưng ta không ở được. Và đó là điều mà chúng ta cầu xin Chúa giúp cho chúng ta. David, Mô-xê đã đến với Chúa như thế này. Chúng ta coi trong công sức của tôi ký đoạn 33, chúng ta sẽ thấy rất là cái quyền nhiệm trong đoạn cái thánh này. Đoạn cái thánh này nói rằng Chúa nói với Mô-xê rằng hãy đi đến và chiếm cái vùng đất mà ta đã sai người. Tức là Chúa bảo Chúa sai đi. Thứ hai là Chúa nói rằng miếng đất này mà ta đã hứa và ta đã thề với tổ phụ các con là Abraham, Isaac và Jacob. Tức là Chúa hứa là thứ nhất, thứ hai là Chúa thề và giúp cho sự giúp là Chúa sai đi, Chúa kêu đi. Thứ hai là Chúa ta đã thề hứa, và thứ ba Chúa nói ta sẽ sai đi sứ đi trước các người để giúp các người chiếm được cái sứ hứa. Nhưng mà Chúa nói một câu nói mà Môi-se và cả dân sự của Chúa kinh hoàng: ta sẽ không đi được người đâu. Có lời hứa, có sự sai phái của Chúa, có lời tiên tri đó, có thiên sứ đi cùng, nhưng mà Chúa nói chưa được. Và Môi-se phải đến với Chúa và năn nỉ Chúa. Tôi nói là nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin cho con biết đường lối Chúa để con biết Ngài và được ơn trước mặt Ngài. Xuân cái đồng bàn bà, xin cũng nghĩ đến dân tộc này là dân của Ngài. Dân Israel bởi vì nổi loạn họ không muốn đi theo Chúa, bởi Chúa nói là người theo ta cứ nổi loạn không theo không ta, ta không chịu với ngươi được. Cho nên Môi-se mới cầu xin Chúa, nếu con được ơn trước mặt Chúa, chỉ cho con đường lối Chúa để con tiếp tục được ơn trước mặt Ngài. Rồi ông nói gì nữa? Ông nói là Chúa phán chính ta sẽ đi với con và cho con được an nghỉ. Chúng ta dùng cái câu thánh này, chúng ta để ý này. Chúa nói ta sẽ đi với con, tất nhiên là Chúa sẽ đi đánh trận cho họ để chiếm lấy cái thứ mà Chúa dành cho họ. Ta đi với con và con sẽ yên nghỉ. Con nghĩa là Chúa đi với chúng ta không có lo lắng, không có sợ hãi. Chứ ý nghĩa này đó là một sự nghỉ ngơi, một sự bình tĩnh mà không có sự tranh đấu nào cả. Nhưng Chúa ở với chúng ta, nhưng Ngài đi với chúng ta. Chính rồi tôi đi qua bên Malaysia giảng tại hội thánh của một sư Rajan. Thì chúng ta biết một sư Rajan ở đây nói tiên tri cỡ nào, ai thấy cũng biết rồi, phải không? Nhưng không ai mà không biết chuyện này. Và những cái đứa con thuộc linh của ông ta đó thì là cái như là không thể nói luôn. Trong đó những người bạn của tôi phải nói là con nói không nói được, họ rất là được ơn Chúa. Tôi mới nghĩ mình đó, mình đến nhà thờ của ông này đó, ông là người rất được ơn, mà tại sao họ mời mình tới giảng? Tôi nói tôi tưởng tượng trong đầu của mình á, mình giống như là một em bé mình đang nói tiên tri ở đây, mà mình đang nói tiên tri mà thuộc dạng mà giống như là em bé mà học kinh điển gia đình á. Về ba mẹ bảo gì con bữa nay con học trong trường gì, nó con học hát, trường hát cho ba mẹ nghe. Giống như một đứa bé, những người lớn cho nên tôi nghĩ mình giống như vậy. Giúp con, giúp chị con, chú ở với con. Khi mà tôi đến tại đó rồi, một mục sư chở tôi đi, là sư Đen. Ông chở tôi đi và tôi ngồi trong xe đó. Và khi chú ngồi xe, thấy cái chú tác động trong tôi và tôi nói tiên tri cho anh ta. Anh mục sư này là người rất được ơn. Tôi nói là tôi gặp rất nhiều tiên tri. Họ nói tiên tri cho tôi, nhưng mà chưa ai nói cái điều bí ẩn trong mặt tôi như mục sư. Rồi khi bắt đầu mà trước khi mà mời lên giảng thì một người sư bạn của tôi là đứa con một tên công sư Rajan
rất là lớn. Tôi đã mời Việt Nam xin chào thành ta biết. Ông nói đó, có nhiều người xưng là tiên tri nhưng mà họ nói cái chuyện gì đâu không? Đây là tiên tri thật của Chúa. Và tôi thấy, nói Chúa con là ai? Con là ai? Dấu hiệu Chúa ở của chúng ta mà Môi-se nói đây này. Ông nói thế này, nếu chính Ngài không cùng đi thì đừng đem chúng con lên khỏi đây. Nếu Ngài không cùng đi với chúng con thì làm sao người ta biết rằng con và dân của Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có Ngài đi cùng con và dân Ngài thì sẽ phân biệt được muôn dân. Ta sẽ không giỏi, làm giỏi hơn những người đó. Nhưng mà tự nhiên ông chủ lại thích chúng ta và làm ơn cho chúng ta. Đó là mình Chúa ở của chúng ta. Khi chúng ta chắc chắn người khác. Cho nên bắt đầu hôm nay cứu độ chúng ta. Chúng ta phải sống với đời sống làm sao để người ta thấy mình khác họ. Đừng bắt chước người khác nữa, mà hãy sống đời sống mình để người khác nhìn vào đời sống chúng ta. Họ thấy người này thật khác và họ biết Chúa ở với chúng ta, bởi vì họ không thể nào hơn chúng ta. À, đó là sự khác biệt. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa phán và thể hiện sự toàn hảo ta trước mặt con. Ta sẽ công bố danh Đức Giê-hô-va trước mặt con. Ta sẽ làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Chúa muốn nói gì? Chúa muốn nói đó là khi mà Chúa, một người nào mà Chúa ở với họ, Ngài bày tỏ cái điều gì? Ngài bày tỏ sự toàn hảo của Ngài trước mặt họ. Có nghĩa là Ngài bày tỏ Ngài là ai cho người đó. Ngài bày tỏ Ngài là khi mà Chúa ở với người nào đó, Ngài bày tỏ Ngài là Đức Giê-hô-va, sự bình an của Ngài ở tại nơi đó. Ngài bày tỏ Ngài là Giê-hô-va ở Nisi, là đấng chiến trận, đấng bảo vệ cho người đó. Ngài bày tỏ cho họ biết rằng Ngài là Đức Giê-hô-va Rô-hi, đấng dẫn dắt họ. Ngài dẫn họ đồng cỏ xanh tươi, dẫn họ đến nhanh như tình tình. Ngài dẫn họ dù đi qua chung lũ con chết, Ngài cũng dẫn họ. Cho nên chẳng có tai họa nào đến gần họ. Ngài chứng minh rằng Ngài là Đức Giê-hô-va Ra-pha đến chữa lành cho họ. Cho nên khi mà chúng ta tìm kiếm Chúa, Chúa ở với chúng ta rồi, tất cả những bản tánh của Ngài, tất cả những thần tánh của Ngài, những đức tính của Ngài được thể hiện trên đời sống chúng ta. Ngài thể hiện Ngài yêu chúng ta, và khi Ngài yêu ai thì Ngài làm ơn cho người đó. Và tôi cầu nguyện Chúa cho chúng ta, và Chúa khánh lên tôi cho hội thánh chúng ta. À, bắt đầu là Chúa ơi, xin ở với chúng con, xin ở trong nhà của con, ở trong cuộc đời của con. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng do những người trong quá khứ có một số người tìm kiếm Chúa, nhưng không phải tất cả những người tìm kiếm Chúa cả. Và Chúa bày tỏ một điều, Ngài muốn ở với dân sự của Ngài. Và Đức Chúa đã có một cái kết quả, đó là ban Chúa Giê-xu xuống thế gian này. Và Chúa Giê-xu là ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, là Đức Chúa Trời trở giữa chúng ta. Đó là sự Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài bày tỏ Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn đến chúng ta, Ngài muốn tương giao với chúng ta, Ngài muốn ở giữa chúng ta. Và bởi vì Chúa ở giữa chúng ta, cho nên Ngài bày tỏ qua Chúa Giê-xu xuống thế gian này, chết thay cho tội lỗi chúng ta. Để rồi sau khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá, và sau 3 ngày Chúa sống lại, thì Đức Thánh Linh là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ này. Đức Thánh Linh là đấng ở cùng Môi-se, ở cùng Đa-vít, ở cùng Kitô, những người trong thánh. Thần linh của Chúa tác động trên những con người này ở trong chúng ta. Và bắt đầu chúng ta có sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Amen. Sự diện Chúa không còn ở đây ở đâu nữa. Đó là sao khi người ta hỏi Chúa Giê-xu là nước thiên đàng ở tại đâu? Ê đen ở đâu? Ê đen cũng ở chỗ này, chỗ kia hay chỗ này. Mà Ê đen ở đâu? Ở trong lòng các người. Ê đen ở đâu? Ê đen ở chung quanh các người. Có nghĩa là chúng ta đến nơi nào thì Ê đen trở thành chỗ đó. Cái chỗ nào mà xấu xa tồi tệ thì khi mà chúng ta bước vào trong chỗ đó thì nơi đó sẽ trở thành Ê đen. Ước gì chúng ta hiểu được điều này. Ước gì chúng ta tin rằng đây là điều Chúa dành cho chúng ta, cho gia đình của chúng ta. Thì đây là điều chúng ta, Chúa dành cho hội thánh chúng ta, Chúa dành cho thành phố ước này, cho người Việt Nam ở đây, để họ biết Ngài, vì Chúa ở với chúng ta. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng ngôi lời đã giáng thế là người cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúa xuống nói rằng người nào thấy ta là thấy cha. Đến khi chúng ta thấy Chúa Giê-xu, tiếp nhận Chúa Giê-xu của Chúa rồi xong rồi,
thì chúng ta thấy được Đức Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đã đến tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta càng được ơn Chúa thì càng biết lời của Chúa, và càng biết lời Chúa thì càng được ơn trong Chúa. Điểm thứ ba, làm sao chúng ta, Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài với chúng ta. Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài với những người tìm kiếm Ngài, những người yêu kính Ngài và dân giữ lời của Ngài. Bắt đầu hôm nay, xin Hội Thánh chúng ta ngưng cầu nguyện Chúa, chứ không biết không nữa. Amen. Chúng ta cầu nguyện Chúa, xin Chúa ở đây. Tôi mời Ngài cư trú đây, đừng giờ gần đây. Mỗi buổi nhóm con, Chúa ơi, xin Chúa bày tỏ rằng Ngài ở giữa chúng con. Để ai bước vào trong buổi nhóm chúng ta, họ cảm thấy được cái sự hiện diện của Chúa, làm họ bình an, làm họ vui mừng, và làm họ bình tập của họ được Chúa chưa làm những đáng đề, những lo lắng sợ hãi của Chúa chưa cất đi. Hãy cầu nguyện với Chúa và tiếp đón của Ngài giống như là VIP cho mình, cho gia đình mình. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải thay đổi đời sống của chúng ta. Chúng ta sống đời sống để thu hút Chúa đến với mình. Rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta gần một người nào đó chăn chăn, Kinh Thánh nói chúng ta ở chung với người mà bà hay tranh cạnh, thà ở trên nóc nhà hơn ở chung với người mà bà tranh cạnh. Có nghĩa là cái người nào hơn thua cằn nhằn làm bầm hoà đó, thì mấy ông thà ngủ rất nhà mà hơn lại vô trong nhà ở. Ông Thánh như nói chúng ta được. Cho nên cái đời sống chúng ta sẽ thu hút Chúa đến. Nếu mà người nói nhẹ nhàng, nói dịu dàng thì sẽ khác, mà người nói cằn nhằn thô lỗ thì không ai muốn gần người đó cả. Cho nên Kinh Thánh có một cái nghệ thuật mà chúng ta tiếp đón với Chúa, thu hút Chúa đến với mình. Và khi chúng ta thu hút Ngài, làm sao chúng ta thu hút Ngài? Tìm kiếm Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Giăng đoạn 14 câu 21 câu 23: người nào yêu kính ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn ta. Cha ta sẽ yêu quý người nào yêu kính ta. Ta sẽ yêu quý người và bày tỏ ta cho người. Có nghĩa là khi mà chúng ta yêu kính Chúa với lời Chúa thì Ngài bày tỏ, Ngài ở với chúng ta. Rồi câu thứ nhất nè: Chúa sẽ đáp, ai yêu kính ta sẽ vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ yêu quý người, chúng ta sẽ đến ở với người đó. Thấy không? Khi chúng ta vâng lời Chúa thì Ngài sẽ đến, Ngài ở với chúng ta. Khi ta yêu mến Ngài, vâng giữ lời Ngài, Ngài đến, Ngài ở với chúng ta. Không cần biết chúng ta ở đâu, ta đi đâu, Ngài luôn luôn ở với chúng ta. Ai không yêu kính ta thì không giữ lời ta. Và Chúa sẽ không ở với người này. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 3: các ngươi sẽ tìm kiếm ta, các gặp được khi các tìm kiếm ta rồi. Nhiều người tìm kiếm Chúa bằng tâm trí, cho nên không gặp Chúa được. Có người nói tôi rằng là tôi tìm kiếm Chúa năm mấy rồi, cho nên tôi bỏ cuộc rồi, tôi không tìm kiếm Chúa nữa. Cái tự nhiên Thánh Linh Chúa thúc giục trong lòng tôi nói rằng bây giờ anh tìm kiếm Chúa bằng cái đầu của anh. Mà dùng lý trí để tìm kiếm Chúa sẽ được, mình mở lòng mình ra. Chúa ơi, con không biết Ngài, xin Chúa mở mắt con, mở lòng con để con mở lòng con ra để Chúa tiếp cận. Nghe đến con, nghe bài tỏ nghe con thì Chúa đến. Còn chúng ta dùng cái đầu của chúng ta suy nghĩ tính toán một cái này cái này kia có đúng không, hợp lý, theo Chúa không hợp lý thì Chúa không có logic, theo Chúa không hợp lý. Bởi sao vậy? Cái hợp lý là của con người, nhưng mà theo Chúa phải theo đức tin. Chúng không thôi dùng đức tin để tin Chúa. Chúng ta có thể nhìn thấy, không thấy điện mình đụng vô điện giật chứ leo đang thua luôn. Cho nên nếu mà chúng ta dùng lý trí để theo Chúa, chúng ta không thể theo được. Chúng ta không thấy gió, nhưng mà gió nó có bão, nhưng chúng ta vẫn không thấy, nhưng mà nó có tác động của nó. Cho nên chúng ta theo Chúa phải theo tấm lòng. Và Chúa nói là chúng ta tìm với Chúa một cách hết lòng thì chúng ta sẽ gặp được Ngài. Và Kinh Thánh cho chúng ta nói thế này, Chúa Giêsu nói thế này, Giăng đoạn 4 câu 21 đến câu 21 câu 4 này. Chúa Giêsu cả đời người phụ nữ tại cái giếng Sica thế này: này người phụ nữ kia, hãy tin ta, giờ sắp đến các ngươi không thờ phượng Cha trên núi này tại thành Jerusalem nữa. Các ngươi thờ phượng đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến người Do Thái. Rồi Chúa Giêsu nói thế này: giờ sắp đến và đã đến rồi, khi con người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Chúa nói người mà thờ phượng Chúa, muốn tìm đến với Chúa, thờ phượng Chúa là thờ phượng bằng tâm linh. Cái tâm linh của chúng ta nói với Chúa,
không phải chỉ lý trí không mà thôi, tâm linh chúng ta tương giao với Chúa thường phải bằng tâm linh và bằng chân lý. Có nghĩa là gì? Bằng lời của Chúa. Người thờ phượng Chúa là gì? Người thờ phượng Chúa một cách điều mà Chúa muốn chúng ta thờ phượng, Chúa tìm kiếm chúng ta, đó là cách chúng ta đối xử với vợ mình, đối xử với anh em mình, đối xử với người trong chỗ làm, đó là cách chúng ta thờ phượng. Khi chúng ta tha thứ người khác, đó là chúng ta thờ phượng Chúa thật. Khi chúng ta thấy người thiếu thốn, chúng ta giúp đỡ họ, đó là sự thờ phượng. Thờ phượng là cách sống, chứ không phải đi giữ lễ Chúa. Thờ phượng không phải là hát giơ tay lên có âm nhạc thật hay là mỗi chút nhiều chúng ta đến chúng ta nói chúng ta đi thờ phượng Chúa. Không, thờ phượng Chúa là mỗi ngày trong đời sống của mình, chúng dân chúng đời sống của mình. À, chúng ta không muốn là một người thờ phượng Chúa nhật còn rất là thiên thiên liêng mặc đồ đẹp trai với những sư phụ. À, không phải, chúng ta đi thờ phượng giống như đồ về nhà đó, mình đối xử với vợ mình, với con mình, với những chỗ làm của mình hoàn toàn khác. À, người ta từng nói một câu nói là Sunday is like the angel, from Monday is like the devil. Tới Chủ nhật thì thiên liêng giống như Chúa vậy đó, giống như thiên sứ của Chúa vậy đó. Và tới liên ngày thứ hai bắt đầu lộ ra giống như ma quỷ. Chúng ta không muốn là người như vậy. Thờ phượng là cái nếp sống của mình, là cái lối sống của mình, là cách mình cư xử với người khác. Đó là sự thờ phượng mà Chúa đã chọn. Và Chúa Giêsu nói cái này. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Khi tôi đọc đoạn thánh này lần này, tôi đã cũng chia sẻ chúng ta lần này, nhưng mà lần này Chúa dạy chuyện gì Chúa trong cuộc đời. Amen. Đó là điều mà Chúa muốn cho đời sống chúng ta. Sự thứ nhất, đoạn 28 câu 9, đây là một lời khuyên rất là quan trọng của vua Salomon, là một người tầm thường từ một cậu bé chăn chiên, cái đường ông ta không ai nhận biết không, mà Chúa giấy để đứng lên thành vị vua vĩ đại. Và ngày hôm nay chúng ta thấy cái lá cờ mà của người Do Thái đó, của Israel đó, chúng ta thấy lá cờ của ngôi sao đó, và họ gọi là ngôi sao của David, David Star. Đối với một quốc gia mà được xây dựng bởi David là người bất chiến bất bại. Và David để lại ông rất thành công cho đến cuối cuộc đời ông ta giàu có và rất là phước hạnh. Và ông để lại cái lời khuyên về trăn trối cuối cùng cho đứa con trai của mình là vua Salomon. Hãy nghe cái lời ông nói với lại đứa con mình. Còn con hỡi Salomon con ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha con, hãy hết lòng hết linh hồn mà phục vụ Ngài, vì Chúa dò xét mọi tấm lòng và biết mọi ý định tư tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, con sẽ gặp được. Nếu con từ bỏ Ngài, thì Ngài sẽ loại bỏ con ra. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấy được rằng, mặc dù Chúa yêu chúng ta, Ngài muốn ở với chúng ta, nhưng mà đời sống chúng ta lại thuộc vào sự tìm kiếm Chúa, sự khao khát Chúa. Amen. Chúng ta cần cúi đầu xuống và cầu nguyện. Chúng ta đang được sẽ đến đây và chúng ta sẽ hát một bài hát. Và chúng ta mời gọi chúng ta hát bài hát này với tất cả tấm lòng của chúng ta, như một cái điều mà lòng chúng ta muốn nói lên với Chúa. Hãy xin Chúa ơi, không biết là Ngài đang ở trong lòng của con, nhưng con muốn Ngài Chúa bày tỏ sự gì Ngài ở với con. Ngài ở với con ở trong gia đình của con, Ngài ở nơi việc làm, công việc làm của con. Ngài bày tỏ chính Ngài cho con và cho gia đình con để người khác nhìn về đời sống con và biết Chúa con là của Chúa. Chúa không khác biệt tất cả những người khác trên thế gian. Hallelujah. Chúa con muốn tham gia một tôn giáo rồi thật lòng. Chúa chúng con cũng muốn có mối quan hệ với Chúa. Hãy lời xin chúng con cảm nhận. Chúa,
Đây là những ai bước vào nơi này, Ngài cũng ban phước cho họ nữa.
rồi tất cả những đáng đời của đời sống của con để được Ngài giải quyết. Bởi vì con đã tìm kiếm Ngài và chúng con đã gặp được Ngài. Và khi chúng con gặp được Ngài, Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng con. Cuối cùng thì mỗi buổi nhóm của chúng con từ trong tổ tế bào, những bước cầu nguyện của chúng con, tất cả những hoạt động của chúng con hàng ngày từng cá nhân một, Chúa ơi, xin bày tỏ Ngài, bày tỏ Ngài cho chúng con. Bởi vì có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Có Chúa, gia đình chúng con không phải lo lắng, sợ hãi, bất an, không còn nghĩ đến sự thiếu thốn, không còn nghĩ đến giới hạn của mình. Bởi vì có Chúa, chúng con sẽ bước vào trong chỗ vô hạn của Ngài. Hallelujah. Chúng con không còn nghĩ mình có khả năng hay không khả năng nữa. Bởi vì có Chúa ở với chúng con sẽ làm được mọi sự. Và Chúa đã phù hộ chúng con, Chúa giúp đỡ chúng con. Hallelujah. Bây giờ cái phút để chúng ta đón Chúa như này. Chúa ơi, con mời Ngài, con mời Ngài vào gia đình của con, con mời Ngài làm chủ cuộc đời của con, con mời Ngài bày tỏ được Ngài đang ở với chúng con và Ngài làm những giúp gì trong lòng cuộc đời của con. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.